Đây thì tôi có cái này dành cho các bạn. Tôi có cái này dành cho các bạn. Việt Nam vô địch, phải không anh Tùng? Tôi cũng có Việt Nam vô địch. Còn đòi hỏi gì hơn, coi đòi gì hơn gì nữa. Tôi nói thật, đây là một trận đấu mà kịch tính ấy, gọi là kịch tính ấy, kịch tính. Tôi không cho là kịch tính bởi vì thế này ạ. Kịch tính là người chúng ta tạo ra. Đây là kịch tính do tự chúng ta tạo ra, tự chúng ta làm chúng ta sung sướng, tự chúng ta làm chúng ta khổ chúng ta. Tôi đã gào khản hết cả cổ. Tôi đã được đứng dưới mưa lạnh ở dưới sân để được chứng kiến những giây phút có thể là sung sướng nhất, sau đó để trở lên trên này và chứng kiến những giây phút cuối cùng không thể tưởng tượng được. Tôi chỉ sợ rằng một lần nữa đội tuyển Olympic Việt Nam lại không thể thắng trên sân Mỹ Đình. Trước khi trận đấu này diễn ra tôi không dám nói đi điều đó, vì chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta đội tuyển Olympic Việt Nam chưa thắng một trận quốc tế nào trên sân Mỹ Đình. Cái trận thắng của chúng ta là trận thắng diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Còn tôi thì tôi thấy như thế này, có lẽ giờ phút này chúng ta không nói về chuyên môn, cái băng hình này sẽ được xem đi xem lại nhiều lần. Và đến lúc này thì tôi đi đến một cái kết luận, đội Olympic của chúng ta giống như người một thiếu nữ trẻ đẹp. Bởi vì 80 triệu người yêu, nhưng người thiếu nữ này đỏng đảnh, từ đầu giải đến giờ cứ đỏng đảnh. Thắng Thái Lan đang sướng thì lại hòa, rồi lại gì thắng Indo có 1-0 bà con cũng không bằng lòng, thắng Lào cũng vậy. Đến hôm nay 2-0 anh Tùng thì lạc quan đã vào rồi. Chúng tôi là những người ngồi trong trường quay bảo thôi, từ từ đừng có lạc quan quá. Đến khi một cái tình huống mà thấy anh để thua, tức là chúng ta lại đau tim. Chúng ta chót yêu cái người phụ nữ U23 này rồi, thì chúng ta phải chấp nhận người thiếu nữ ấy cho chúng ta hạnh phúc, rồi bắt chúng ta phải đau khổ. Và đến lúc nó vỡ òa ra ở phút 92 thì đúng là không sung sướng gì bằng. Vâng, có lẽ là đến cái lúc mà đội Malaysia gỡ ba đều rồi thì có lẽ là không phải tôi mà tôi nghĩ là tất cả mọi người. Tôi đang nghĩ là sự kinh khủng nhất, điều gì kinh khủng nhất sẽ xảy ra. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta lại chiến thắng. Hôm SEA Games lần này như thế này là quá thành công. Tất cả đã chiều theo ý muốn của chúng ta. Nếu nói theo người phương Tây ấy, thì hôm nay Chúa là người Việt Nam và Chúa thử thách lòng kiên nhẫn của chúng ta. Vâng, có lẽ là tôi chả biết nói nhất, tôi chỉ biết giờ này thôi. Việt Nam, không có gì không. Tôi sẽ mặc cái áo này trong ngày chúng ta. Tôi thật sự muốn khoác lại. Nhưng mà chúng ta cũng phải quay lại những cái phút đầu của trận đấu. Nó tuyệt vời đến mức độ nào? Tuyệt vời vô cùng. Hiệp 1 đáng lẽ phải cỡ 3-0. Thế nhưng mà tôi có ra ngoài gặp các đồng chí công an, rồi tất cả mọi người đều lo lắng, cũng hỏi liệu ta có thắng được nữa không. Đến khi vào cái 2-0 thì yên tâm rồi. Thế nhưng mà đúng là người phụ nữ đồng đảnh này lại Tiếp tục thử thách kiên trì của chúng ta. Thử thách tình yêu của chúng ta. Lo quá thôi anh Tùng ạ. Tôi nói thật với anh, bây giờ chúng ta bình luận sau trận, đúng chương trình chúng ta là như vậy, nhưng mà nói thật xem cái trận đấu rồi là mình cảm xúc nó lớn quá. Nói thật với anh là cảm xúc nó lớn quá, nó lo lắng và nó sung sướng này. Và trận đấu này đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Vâng, nó hay nó kể cả trận chúng ta thắng Thái Lan 3-0 cũng có lẽ cũng không sướng bằng trận này. Một trận đấu có nhiều bàn thắng này, nhiều tình huống. Không phải nói đội mình hôm nay đá đẹp thật, đá rất thành công, đặc biệt là cả đều hay. Tất nhiên là trừ cái mấy cái phút sơ hở đó. Vâng, thế nhưng mà đá tấn công thì tuyệt vời. Nhưng có lẽ là đó là một trong những cái điểm yếu của chúng ta, là cái độ tập trung ở những khu vực ổn định vẫn còn sự ổn định. Để chúng ta có được thành công, để chúng ta trở thành một đội bóng lớn thì chúng ta cần phải có được sự ổn định. Những bàn thắng, 4 bàn thắng trong một trận đấu là quá tuyệt vời. Trong đó có 3 bàn thắng của các tiền đạo và 1 bàn thắng của tiền vệ giải quyết được tình huống sút xa, điều mà chúng ta rất thiếu. Thì chúng ta đã làm được tất cả những điều đó, chúng ta đều làm được. Vậy mà chỉ có một việc là giữ được cái điều đó, chúng ta suýt nữa không thành công. Chúng ta đã không thành công trong việc giữ sạch lưới, đã đành, nhưng chúng ta suýt nữa để tuột mất một trận chung kết. Thật rõ ràng khi mà Thế Anh đã chơi rất tốt từ đầu giải đến giờ. Cho đến cái lúc đó Thế Anh chơi rất tốt và sau đó thì anh chơi vẫn tốt. Thế nhưng mà có lẽ là đây là một sai lầm rất là hy hữu. Một tai nạn. Ai cũng có thể bị sai lầm. Lúc anh Tùng nói 4 người đá một chạm ở hiệp 1, quả bóng cuối cùng Thanh Bình kết thúc ra ngoài trong gang tấc. Nếu mà nó vào thì nó là một cái mẫu mực của một Tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu, hay nói chung là một cái điểm nhấn có thể nói là rất quan trọng của một giải đấu, một cái chiến dịch mà ông Liddon đã chuẩn bị rất tốt cho các học trò. Rõ ràng là dưới bàn tay của ông Liddon thì các cầu thủ của chúng ta đã rất tự tin, đã phát huy được tốt nhất những khả năng cá nhân và kết hợp tốt nhất lối chơi đồng đội. Có lẽ là rất lâu rồi chúng ta mới được chứng kiến một đội tuyển
cỡ quốc gia của bóng đá Việt Nam chơi đàng hoàng, tự tin, triển khai tấn công nhiều phương án như vậy. Có rất nhiều cách để cầu thủ của chúng ta tiến tới áp sát cùng thành đối phương, và quả thực là chúng ta đã có rất nhiều cách để làm tung lưới đội Malaysia ở trận đấu này. Một quả sút xa ở tiền vệ, một cú qua người và dứt điểm ở góc gần của Văn Quyến, rồi lại một cú đột phá rồi sửa ở góc xa cũng là của Quyến, và rồi là kết thúc là một cú đánh đầu, không còn gì mong đợi hơn nữa ở tuyến trên. Vâng, và cũng chúng ta cũng không tưởng tượng nổi là có những cái giây phút mất tập trung đến vậy. Tôi nghĩ rằng là đấy, đó là bây giờ khi chúng ta ngồi đây, chúng ta nói thì mọi việc là mọi người đều cũng đã nhìn thấy, và chúng ta nói thì rõ ràng đó chỉ là những tai nạn, chúng ta chỉ hy vọng là như vậy. Và ông Riden sẽ có cuộc trò chuyện làm sao đó để cho các học trò của mình bình tĩnh trở lại, vì chắc chắn là sau những bàn thua đó, Thế Anh rồi một vài cầu thủ hậu vệ, trung vệ có thể sẽ bị sa sút về mặt tâm lý, thì điều đó cần phải chấm dứt ngay sau trận đấu này, để rồi chúng ta có một cái tâm lý tự tin hơn nữa để bước vào trận chung kết, vì chắc chắn là những bàn thua đó sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ. Vâng. Cho dù chúng ta không cho đến lúc này thì nó không ngăn cản chúng ta bước vào trận chung kết, nhưng quả thực là tôi rất lo ngại nếu như cầu thủ chúng ta không quên những cái gì đã xảy ra. Vâng. Quên những cái không tốt đã xảy ra trong trận đấu này. Vâng, đấy, anh thấy là có lẽ là những bàn thắng thì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều lần, và truyền hình đã đưa rất là kỹ các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, và vừa rồi chúng ta đã phân tích lại những bàn thua, những cái lỗi mà nếu như chúng ta muốn đoạt huy chương vàng ở SEA Games lần này thì những lỗi đấy phải được triệt tiêu, không có cách nào khác, không ông? Vâng, tôi nghĩ là như thế. Tôi nghĩ rằng là lúc mà Thế Anh để thua một quả đó, khán giả vẫn vỗ tay động viên. Kể cả lúc đó tôi tin rằng là cái cơn sốc của các cầu thủ chúng ta sẽ qua nhanh thôi. Và đặc biệt thú vị là chúng ta đã vào chung kết bằng một cái trận đấu mà không một đạo diễn nào nghĩ ra một cái kịch bản như vậy được. Vâng, lúc đầu nó sướng quá, tôi thật với anh là tôi đứng ở sau gôn, và lúc mà Cú Vượng ghi bàn ấy, tôi, anh Lại Văn Sâm rồi rất nhiều những nhà báo cũng đứng sau gôn, nhảy lên nói xin lỗi quý vị khán giả, là nhảy lên như một thằng điên, đúng là như một thằng điên, vì sướng quá, nói thật ạ. Vâng, thế chúng ta xứng đáng được hưởng niềm vui như vậy. Và thực sự là các bàn thắng quá tuyệt vời, cầu thủ của chúng ta đã chơi tấn công tuyệt vời, nhưng những bàn thua thì vô cùng tệ hại. Vâng, những quả bàn thua vô cùng tệ hại, nhưng mà Thế Anh đã chơi rất tốt, và hy vọng rằng Thế Anh sẽ quên đi cái sai lầm ngày hôm nay và tập trung hơn nữa cho trận đấu chung kết, và chúng ta sẽ gặp đội tuyển Thái Lan. Bây giờ hôm nay mùng 9, mai mùng 10 có hai ngày nghỉ. Vâng, hai ngày nghỉ, mùng 10 11/1 chúng ta có trận chung kết nữ, đúng không ạ? Đúng rồi. Việt Nam Thái Lan, nam cũng Việt Nam Thái Lan, đó là một kịch bản tuyệt vời cho SEA Games lần này rồi, đúng không ạ? Tôi muốn làm Myanmar nữ, tôi nhắc một chi tiết thôi anh ạ. Đình anh Vũ ạ, tôi chúng ta vừa nói đến những cái tuyệt vời của hàng tấn công, những sai sót rất đáng tiếc của hàng phòng ngự, nhưng chúng ta đã có một trận thắng, và như ông Vân đã nói, Chúa đã chiều theo ý muốn của người Việt Nam, đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta đã có được sự may mắn, và đó là một điều vô cùng quan trọng trong thể thao, trong bóng đá. Nếu như chúng ta đã hay đến mấy mà bóng cứ tìm xà ngang cột dọc và đi ra ngoài, hoặc được tìm vào người thủ môn, thì không giải quyết vấn đề gì cả. Đấy, bàn thắng của Thanh Bình, một cú lắc đầu vào đúng cột dọc nhưng bóng đi vào lưới chứ không đi ra ngoài, và đó là cái điều mà chúng ta cần, một sự chuẩn xác nhưng cộng may mắn nữa, và tôi tin rằng là may mắn này sẽ còn đi theo chúng ta nữa, đi đến trận cuối cùng. Đây, chúng ta sẽ thành công, còn có một trận nữa thôi, một trận nữa thôi, và chỉ tiêu thì chúng ta đạt huy chương là có rồi, nhưng bây giờ là vàng, và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có vàng. Vâng, tôi cũng hy vọng thế, tất cả mọi người Việt Nam đều hy vọng thế. Xin cảm ơn ông Đặng Gia Mẫn, xin cảm ơn anh Quang Tùng, anh có một buổi tường thuật rất thành công, rất nhiều cảm xúc, nhưng mà hơi lạc quan sớm. Lạc quan hơi sớm, anh lạc quan rất sâu, nhưng mà tôi giảm đi một tí, đúng không? Tôi nghĩ rằng là lạc quan vì đội tuyển Việt Nam thì chắc nếu anh làm cũng vậy, đáng thôi, cũng vậy. Lúc ấy thì nghĩ như thế, lo quá. Không, cứ thế trận ấy thì lạc quan được, đúng không? Đáng hay quá. Thế chúng ta đã là quá hay, đúng không? Hay, đã quá hay. Xin cảm ơn ông Đặng Gia Mẫn, xin cảm ơn anh Quang Tùng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một trận đấu tuyệt vời, một trận đấu tuyệt vời, có thể nói là nhất nhì trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã vượt qua đội Malaysia ở bán kết với tỷ số 4-3, một tỷ số với một thế trận áp đảo, nhưng cũng có những phút có thể nói là sai lầm tệ hại, nhưng cuối cùng thì Phan Thanh Bình đã ghi bàn thắng vang và đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết gặp đội tuyển Thái Lan, diễn ra vào ngày 12 tới đây. Thưa quý vị và bạn, chương trình tường thuật của VTV về SEA Games vẫn tiếp tục, và ở nhà tôi tin chắc rằng là quý vị cũng đang rất là vui đây, và
Bây giờ tôi xin được nhường lại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam tại IBC. Ở đó anh Đức Hùng và tất cả những đồng nghiệp của tôi chắc là cũng nhảy lên như điên khi chúng ta có những bàn thắng, và đặc biệt là chúng ta ghi được bàn thắng quyết định vào phút bù giờ cuối cùng. Xin mời anh Đức Hùng.